bữa nay hai anh em cũng bội thu ha. Thùng mốt này được hơn nửa thùng cá, nhưng mà trong đây cũng có gì gần cá cây nữa đây. Wow, đã có con cá này. Ồ, cá mèo hoang bự. Ủa vậy là còn bự nữa hả chị? Vậy hả? Chào mọi người nha. Lại là Nếp đây. Hôm nay Nếp sẽ dắt mọi người đi trải nghiệm với nghề đánh bắt cá. Hôm nay mình đánh bắt cá bằng con cào này nha mọi người. Đây là ta kêu là cào, cào cá. Bữa nay mình sẽ đi với anh thêm và trải nghiệm để coi có cá nhiều vịt quay, mọi người cùng xem nha. Rồi, thôi mình cùng đi nha mọi người. Như mấy ghế, mấy vô lăng này là mình mua gì, mình tự nghĩ ra mình chế hay là người ta làm sẵn cho mình anh thêm? Nhưng mà mình nói ý tưởng của mình đúng không? Ủa hôm nào hôm nay anh Tư với anh Năm có điện anh không? Đúng rồi, điện ảnh cái đi để nhiều khi mình đi chung đường ảnh sao được. Này là ghế của tài công nha mọi người. Có ghế dựa rồi luôn, có vu lăng rồi luôn. Có cần số tới lui luôn hả anh Thêm? Này ở mé bên đây em thấy hình như lục bình ít hơn bên kia nè, bên kia anh giờ quá chừng. Này là cầu bờ mía nha mấy bạn. Cầu bờ mía. Cầu này thì lâu đời rồi. Tính ra anh Thêm chạy xe này giống như chạy xe hơi cho nổi. Mốt lên xe hơi dễ chạy luôn á. Cũng có ga, cũng có vô lăng đó, số tới số về. Hai anh em mình bây giờ cũng chuẩn bị thả lưới nha mọi người. Up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and
I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Cái này mình điều chỉnh cho nó nhóc lên nhóc xuống ha. Hai cây cầu hai bên này dài chắc khoảng tầm chắc khoảng hơn 7 mét quá. Thì ở trước hai cái đầu cây này thì có cái tay lưới ngang rộng, cái tùng cũng dài. Và bây giờ bắt đầu cào để hồi nữa có thể giá như có thể ít thì quay cho mọi người cùng xem. Qua cá linh được 20 kg à? Đến nay bán được nhiêu ký? Chứ lúc hổm đầu mùa con nhỏ nhỏ thì không hơn 200 ngàn chứ. Mà máy chạy hoạt động thì nó sẽ tự bơm nha mọi người. Ở đây mấy anh chị mình kêu cái này là cầu cá, nhưng mà cũng là như vậy, nhưng mà ở số địa phương khác người ta kêu này là vớt cá nha mọi người. Giống như cũng tùy theo ở mỗi chỗ người ta có cái tên gọi và cái cách kêu nó khác nhau. Rồi kêu cái nào thì cũng đúng. Ở đây mấy anh chị mình kêu cái này là cầu cá, nhưng mà cũng là như vậy, nhưng mà ở số địa phương khác người ta kêu này là vớt cá nha mọi người. Giống như cũng tùy theo ở mỗi chỗ người ta có cái tên gọi và cái cách kêu nó khác nhau. Rồi kêu cái nào thì cũng đúng. Ồ, có con cá gì bự quá anh xem. Xa đằng kia thì cũng có một chiếc đi cào cá giống như anh em mình nha mọi người, nhưng mà chiếc kia thì ta bự hơn cái thùng lưới, ta bự hơn mình.
chắc linh nữa anh Thêm. Anh Thêm cầm lên cho em quay cái anh Thêm. Cầm bên đây anh Thêm. Bên đây anh Thêm cho em gần gần miếng. Ê có con cá gì vậy? À rồi rồi anh. Ở phía bên tay trái của mình cũng có ông chú đó, chắc cũng đang xa quá mình nhìn thấy ông chị nữa, chắc có đang dọn lưới quá. Ồ, bò không ạ? Hình ký nữa, có cá, ồ cá lồng tông bự bự nữa. Rồi ngon lành anh ơi. Ở trước có nguyên đàn cá ăn móng luôn nha mọi người. Nhưng mà tại xa quá mình quay không có thấy rõ được. Quá chừng luôn. Dở dưới lưới lên nha mọi người, để quay lại nãy dính nguyên một đàn luôn mà không hết, bây giờ quay lại làm lại lần nữa. Ngay cái chỗ cá ăn móng nãy nói lại mọi người nhiều đó, tại ngay chỗ đó là giống như cám á, cám ra ngay chỗ đó nhiều, bởi nên cá nó bu lại chỗ đó nó ăn nhiều. Bây giờ mình quay lại mình vớt lại lần nữa. Ôi ôi quá chừng luôn. Cái con cá sát này là giống con cá dứa. Con này lú đầu ở đây này cá. Nó có dính cái cây luôn nữa. Wow, trời ơi. Ủa cái này mình đâu có cho vô đá hả anh Thêm? Ừ. Mà chắc phải đầu cái này vô 5 kg á. Ôi ôi đã. Quá sức đã. Cái này chắc chưa hết cái bầy của nó đâu anh Thêm ha. Ồ đã ơi. Giờ tới trưa làm chừng 5 lần vậy nữa được rồi ha. Đây tình hình mình, anh em mình đi tới trưa là nghe mọi người, nên hãy có cá thì mình phải cột vô bịch rồi mình bỏ vô thùng xốp có nước đá đặng mới cá mới ngon được. Dạ anh em mình để lưới trở xuống nha mọi người, mình đi lùa lại lần nữa.
Rồi bây giờ cũng nắng lên, hơi nóng rồi nha mọi người. Thôi này cũng bộ mà không bằng nãy ha. Mày Vinh nè. Wow. Rồi anh thêm cho vô. Nãy giờ hai anh em mình dở lên chắc cũng được khoảng 5 lần rồi nha mọi người. Nhưng mà chắc cũng khoảng được tầm hơn, chắc khoảng 10kg rồi đó. Giờ tới trưa về coi nhiều hay ít quay cho mọi người xem nha. Đằng kia thì cũng có anh bạn đang bơi xuồng, không biết chắc để chắc chăng lưới quá. Vớt cá này thì không có cực nha mọi người, nhưng có cái mình chịu khó, mình lâu lâu mình phải gỡ những cái lục bình đó. Lục bình là rác nó dính ở trong cái lưới đó, lâu lâu mình phải gỡ một lần, với lại chịu khó hơi nắng một chút thôi. Chứ còn này thì mình làm cái này thì thấy mấy anh làm không có cực. Ở phía trước thì cũng có cô chú chăn lưới nha mọi người. Mới có con cá bự ghê ở nhà câu thôi. Rồi con cá nó nhảy là mình giật mình luôn, con cá cả ký luôn. Thì ở trên sông thì hôm nay anh em mình đi vớt cá thì cũng có gặp được nhiều cô chú chăn lưới, với lại người ta cũng có kêu là đặt là ở trong mấy đục bình, ở trong mấy đám dừa nước đó mọi người. Tính ra ở trên sông quê mình thì lúc nào cũng nhộn nhịp, nếu mình đi từ đường mà dắt sáng sớm nữa thì mình sẽ thấy được nhiều người ta đi chăn lưới lại vớt cá giống mình nhiều hơn. Anh em mình đi từ sáng tới giờ, giờ này cũng khoảng tầm 9 giờ rồi mọi người, đi khoảng hơn 2 tiếng rồi đó. Có cô chú dân lưới cá, mới thêm một người nữa mới vừa chạy ngang mình nha. Lên thêm cầm lại cho em coi cái anh thêm. Sát lên thêm. Rồi ok. Nãy con cá nó bay lên á, nó bay qua bay lại luôn, con cá nó bự ghê á. Nó giống con cá ngựa quá mà không biết phải không ha. Mày qua vậy vai cao dữ ha. Có rồi đó, nhớ con cá ngựa mà ở trong mấy kinh người ta có đồ chặn ngang á, nó bay dèo 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 luôn. Cá đó giờ tính ra là cũng là gọi là hiếm rồi hả. Giờ ráng giờ tới trưa đầy thùng đó là giờ gì hên xui hả? Ủa anh thêm cho anh mua lưới lú chỗ đó nhiều hay sao, được tặng luôn cái áo luôn hả? Ở Cần Thơ luôn hả?
Ủa con cá lóc luôn hay gì á? Ờ bạn cá lóc để xui dữ vô này luôn. Quá vậy mới thấy lạ luôn. Ủa anh theo để thùng mót đó nó có chảy nước ra ngoài không hay là về mình mới múc ra thôi? À con cá ăn móng bự ghê, không biết hồi có vô không nữa, hy vọng là con này vô, con này bự à. Nó làm lẹ quá mình quay không kịp cho các bạn xem luôn. Con cá đó con cá gì? Trời ơi, bự dữ vậy, khủng luôn khủng luôn khủng luôn. Hồi nãy giờ mình mới con đó là đầu tiên mà nó bự phải không? Cái này kêu giống như cầu được ước thấy đó, mới vừa nói đó biết là nào bắt được con cá bự vậy hai nhà dính luôn. Nhưng mà hãy mà nó vô tới chỗ này rồi đâu có thể nào bơi ngược ra được. Mình về gần tới nhà rồi. Ủa anh Thêm gần tới nhà rồi phải không? Nữa không hay nghỉ? Nghỉ gì giờ vũ luôn hả? Bây giờ cũng mệt rồi nha mọi người. Hai anh em mình nghỉ gần 11 giờ luôn rồi. Buổi sáng giờ anh em mình đi cũng gần 15 phút nữa là 4 tiếng rồi. Đói không? Tính ra làm gì hoài rồi riết khẩu chơi tạ luôn anh Thêm. Tập tạ chị. Không nặng nhưng mà anh cũng phải biết thế chứ. Anh em mình vũ lưới sạch cái rồi chuẩn bị về, chút nữa về rồi xúc cá lên rồi quay cho mọi người coi tiếp nha. Mình ngồi chạy luôn nha các bạn, lần đầu tiên mình được làm đại công luôn. Wow, cảm giác là lần đầu tiên mình chạy hơi lạ chút nhưng mà cũng dễ chạy lắm nha mọi người. Thêm giờ này anh giao cho mình chạy luôn rồi, chở ống luôn. Ê, mình cái chòi bên đó không anh Thêm? Ở dưới xuồng mà được nhìn cảnh xung quanh, nói chung là cũng đã con mắt. Nếu các bạn ai mà có cơ hội, có dịp thì mình nên trải nghiệm một lần. Đi ở dưới sông thì mình được tự tay mình lái một chiếc này kêu là vỏ lãi nha mọi người.
là đã. Nhiều lục bình. Thôi để mình vô, mình vô bến tàu đi, rồi mình quay cá cho mọi người xem. Rồi, bữa nay hai anh em cũng bội thu ha. Thùng mót này được hơn nửa thùng cá, nhưng mà trong đây cũng có gì gần cả cây nữa đây. Wow. Con cá này, cá này quá bự. Ủa vậy là còn bự nữa hả chị? Cá hả, gần 5kg luôn á. Vậy hả? Quá của hai anh em ha. Nói chung là bây giờ cũng không hốt ra được, bởi chưa có hốt, bởi không biết bao nhiêu ký. Nhưng mà đây là nửa thùng mốt nha mọi người. Này dự trụ chắc khoảng trên 20-20kg. Cá linh, cá mè hoa, ở đây thì được mấy con cá mè hoa bự lắm. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue.